Ô tô cũ đoàn nghị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe bản hatchback, bản sedan 7 chỗ, 5 chỗ hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ đoàn nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn, đó là một mẫu xe Bullitt X-Trailer có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A. Một mẫu xe bản sedan 2 đầu, vâng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Giá tiền của chiếc Bullitt X-Trailer bên em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. Vâng, chỉ với 155 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe bản sedan 2 đầu mà số tự động, động cơ chỉ với 1.6, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Avante. Vâng, Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.6 máy xăng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa, xe tư nhân gia đình, không taxi, không dịch vụ này. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 260 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Avante. Một mẫu xe gia đình sử dụng, keo chỉ zin và máy zin luôn. Nội thất thì rất là tươi. Vâng, nội thất rất là tươi, màn hình cam nuôi đầy đủ các bác nhá. Đấy, nội thất thì tươi rồi, nói con này màn hình đầy đủ luôn, bàn phím tích hợp trên bô lăng, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Avante 2011, giá tiền chỉ với 260 triệu đồng thôi. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Accent có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ chỉ với 1.4 thôi. Hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang biển kiểm soát 36A01572. Một mẫu xe Hyundai này, một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, giá tiền 295 triệu đồng, mang phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ của bác Thanh Hóa sử dụng các bác nhá. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu, bô lăng kép, màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi. Một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, keo chỉ zin và máy số zin. Đấy, một mẫu xe sơn xi màu đen xịn sò, không đổi màu luôn. Giá tiền của chiếc Hyundai Accent, đấy, bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5, mang biển kiểm soát Hà Nội 30F. Vâng, hiện tại chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios mang thương hiệu của Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Và phía bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, form mới, biển kiểm soát Hải Phòng 15A19322. Sơn xi thì màu đen xịn sò, Lara đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cụm xe. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, một chủ sử dụng từ mới, đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Hiện tại chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai. Vâng, bác nào thích đi dòng Hyundai thì đây có một chiếc Hyundai, Hyundai Avante sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6, mang biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Giá tiền của chiếc Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ mà biển Hà Nội. Vâng, chỉ với 258 triệu đồng, đời cao chót vót luôn, đời 2012 các bác nhá. Nội thất thì ghế da bò, màn hình cam nồi đầy đủ, bàn phím tích hợp trên bô lăng, bô lăng 3 chấu các bác nhá. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2012,
mà phiên bản số sàn khối động cơ 1.6. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2011, mà phiên bản số tự động, động cơ 1.4. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Sơn si thì màu đen la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ. Một mẫu xe Hyundai ASEAN bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai ASEAN xi nhan báo giá trên gương, gương kính chỉnh điện. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Mgram i10 có năm sản xuất 2014, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, la răng đúc 4 bánh rồi. Đấy, còn lại bản đủ các bác nhá, bản đủ có xi nhan báo giá trên gương, gương kính chỉnh điện và cục xe. Giá tiền của chiếc Hyundai Mgram i10 với giá tiền là 235 triệu đồng. Vâng, chỉ với 235 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu bản đủ các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá mang thương hiệu của Nhật Bản. Đấy, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, độ đồng sơ zin của chiếc xe là còn khá là nhiều các bác nhá. Sản xuất 2014 mà giá tiền 335 triệu đồng. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng bên em có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc các bác. Màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai. Vâng, Hyundai Venla có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn khối động cơ chỉ với 1.4. Máy hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc về, biển kiểm soát quê hương Nam Định, bản sedan hai đầu. Giá tiền của chiếc Hyundai ASEAN bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Vâng, chỉ với 168 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai ASEAN nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, bản sedan hai đầu. Vâng, một chiếc tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Gencha. Vâng, bác nào mà thích dòng Daewoo, vâng, Daewoo Gencha sản xuất 2010 mà giá tiền chỉ với 150 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010 bản sedan hai đầu. Vâng, tư nhân chính chủ mà biển Hải Phòng, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Vâng, chỉ với 150 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010 số sàn động cơ 1.5. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Nissan. Vâng, Nissan Probus. Vâng, sản xuất 2007, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0. Một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn, một mẫu xe Nissan. Vâng, một mẫu xe Nissan. Và vâng, Nissan Probus các bác nhá. Đấy, bản phun cửa sổ trời, nội thất thì ghế da xịn sò nguyên bản theo xe. Bô lăng 3 chấu, bàn phím tích hợp trên bô lăng, màn hình cam lùi, màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, một mẫu xe này là mẫu xe Nissan. Vâng, Probus. Sản xuất 2007, giá tiền 228 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Mang biển kiểm soát Hải Dương 34A, đó là một mẫu xe Trendless. Xin lỗi các bác nhá, con này là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo Lachatti bản CDX. Bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, bản sedan hai đầu, bản phun cửa sổ trời luôn. Đấy, một mẫu xe này là mẫu xe sản xuất 2010. Vâng, giá tiền của chiếc Daewoo Lachatti CDX bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Vâng, có ba hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Bên cạnh đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ, sơn si thì màu đen xịn sò luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Vâng, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác luôn. Bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn khối động cơ chỉ với 1.5, biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này. Hiện tại chiếc Daewoo Gencha bên em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng, sản xuất 2011 các bác nhá, xe keo chỉ zin luôn. Đấy, sơn si thì màu đen xịn sò. Tiếp theo đây là một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Kia Morning.
Kia Morning mang nước sơn màu vàng, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, số tự động, động cơ chỉ với 1.0, rất là tiết kiệm luôn. Giá tiền của chiếc Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng. Vâng, chỉ với 189 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai, vâng, Hyundai Mograam i10. Có năm sản xuất 2017, form mới sơn xi màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát 36A, vâng, biển Thanh Hóa các bác nhá. 74450, một mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, vâng, thương hiệu của Ấn Độ các bác nhá. Giá tiền của chiếc i10 này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Vâng, chỉ với 252 triệu đồng bên em có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Bên cạnh đây là một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Kia Morning bản hatchback một đầu, sơn xi màu ghi xám lông chuột. Giá tiền của chiếc Kia Morning, cái số này là bản số thẳng 2009, thì nó có hai bản. Một bản số zigzag và bản số thẳng, con này bản số thẳng các nhá. Giá tiền 195 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ và có lục lá cho các bác. Và đây là một mẫu xe Tubica, vâng, Tubica sản xuất 2010. Mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 1.4, vâng, máy xăng các bác nhá. Giá tiền của chiếc Tubica là 125 triệu đồng 2010. Xe tư nhân gia đình lại còn biển Hà Nội. Và đây là một mẫu xe Honda City, có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 1.5, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Giá tiền của chiếc Honda City bên em đang chào bán với giá là 398 triệu đồng, có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Đấy, trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ, sơn xi thì màu đen chũi chùi chùi luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều. Đấy, con này mới chạy được có chục vạn các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, đó là một mẫu xe Chevrolet Spark, có năm sản xuất 2009 các bác nhá, 2009. Bản hatchback một đầu sang ăn tiết kiệm như người luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng, sơn xi thì màu xanh gốm đẹp tuyệt vời luôn. Giá tiền chỉ với 87 triệu đồng, rất là rẻ luôn. Vâng, chỉ với 87 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Spark. Bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Morning. Kia Morning có năm sản xuất 2017 các bác nhá, 2017. Mang biển kiểm soát Hà Nội, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Ấy, một mẫu xe Kia Morning, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, với giá tiền 239 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 239 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Con này bản chung động cơ 1.2, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ, ô ok luôn. Đây một mẫu xe nhỏ gọn nữa này các bác này. Nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, động cơ chỉ với 0.8 thôi. Đấy, trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, vâng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Sơn xi thì màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe, đó là một mẫu xe Daewoo Matiz. Vâng, chạy rất là tít luôn các bác nhá. Một mẫu xe máy lộ, một còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt, máy số ngon luôn. Đấy, giá tiền chỉ với 65 triệu đồng, rất là rẻ luôn. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ các bác nhá. Ai mua xe đẹp, xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũng đoàn nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Và sau đây em sẽ đi vào một loạt xe 7 chỗ các bác này. Đấy, xe 7 chỗ các bác nhá. Đấy, số sàn, số tự động, đấy, máy dầu, máy xăng có đủ luôn. Và trước mới cập bến hôm qua, đó là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova sản xuất 2008, một mẫu xe bản G, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Bắc Giang, 98A. Sản xuất 2008 mà giá tiền 255 triệu đồng. Xe tư nhân gia đình sử dụng, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Và bác nào mà quan tâm đến dòng xe Chevrolet, vâng, mang thương hiệu của nước Mỹ, nhìn xe như một con bọ hung luôn. Đấy, giá tiền của chiếc này là 179 triệu đồng, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 2.0. Đó là một mẫu xe Chevrolet Vivante các bác nhá, Chevrolet Vivante. Và bác nào mà thích máy dầu thì hãy đến quan tâm một mẫu xe máy dầu này. Đấy, một mẫu xe 2010, một mẫu xe gầm cao máy thoáng, vừa chở được người mà vừa chở được hàng luôn. Đấy,
phiên bản số sàn máy dầu hai cầu, vâng hai cầu các bác nhá, màn hình mà cam nồi đầy đủ, túi khí cũng như ABS luôn. Sản xuất 2010, máy dầu 2 cầu, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, một mẫu xe bán tải. Đấy, giá tiền chỉ với 269 triệu đồng cho một mẫu xe này, là mẫu xe máy dầu. Vâng, động cơ của nó 2.5, 2 cầu luôn. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe mang biển kiểm soát quê hương Ninh Bình 35A. Vâng, một mẫu xe này là mẫu xe Toyota JGL. Có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.8 máy xăng. Một mẫu xe gia đình sử dụng này, bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota JGL. Và tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới này, đó là một mẫu xe Toyota Innova, sản xuất 2014 này, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0. Đấy, hiện tại trước Toyota này, bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. Vâng, 385 triệu đồng cho một mẫu xe bản E số sàn. Và bác nào mà quan tâm đến mẫu xe máy dầu, đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Dương, đó là một mẫu xe Ford Everest, sản xuất 2007, mà giá tiền chỉ với 225 triệu đồng. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng này. Đấy, biển kiểm soát Hải Dương, một mẫu xe Ford Everest đẹp tuyệt vời luôn. Vâng, chỉ với 119 triệu đồng. Đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Mitsubishi Jolly, bản đủ đèn cột, lốp treo, turbo mắt xích, kim phun điện tử này. Một mẫu xe Jolly, bên em đang chào bán với giá là chỉ với 119 triệu đồng cho một mẫu xe Jolly, sản xuất 2004 các bác nhá. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ, ok rồi. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, Jolly thì bên em còn 3-4 con các bác nhá. Con này thì nhập Nhật này. Đấy, con này nhập khẩu nguyên trước từ Nhật, mà giá tiền thì chỉ với 60 triệu đồng thôi. Đấy, chỉ với 60 triệu đồng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Nhật. Mà con này cũng hàng nhập Nhật các bác này. Đấy, sản xuất những năm 1992. Đó là một mẫu xe Nissan Probot, nhập khẩu nguyên trước từ Nhật các bác nhá. Giá tiền thì con này chỉ với 39 triệu đồng thôi. Đấy, sản xuất những năm 1992. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Vivante, có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0, biển kiểm soát Nghệ An 37A. Chiếc Chevrolet Vivante bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng các bác nhé. Vâng, chỉ với 158 triệu đồng thôi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang nước sơn màu vàng cát, biển kiểm soát Quảng Ninh, một chủ sử dụng từ mới này. Đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn, động cơ 2.0, mang biển kiểm soát 14M, vâng 7126 này. Với giá tiền của chiếc Toyota Innova bản G số sàn, động cơ 2.0 này, bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013, mang biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. 2013 mà giá tiền chỉ với 299 triệu đồng, rất là rẻ luôn. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ các bác nhá. Và chiếc này này bên em hôm qua mới nhận cọc rồi các bác nhá. À, chiều này em cho chuyển xe đi. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai, vâng, Hyundai Santa Fe, có năm sản xuất 2008 các bác nhá, số tự động, động cơ máy xăng, vâng, máy xăng 2 cầu, gầm cao máy thoáng này, biển kiểm soát 21A, đó là một mẫu xe Hyundai, vâng, Santa Fe, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Sơn xi thì màu đen, la răng đúc, bốn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đăng ký 7 chỗ ngồi, giá tiền chỉ với 300 triệu đồng thôi. Bên cạnh đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, đó là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.5 thôi. Vậy thì ở mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số, lại còn biển Hà Nội, sơn xi thì màu vàng cát. Giá tiền chỉ với 179 triệu đồng. Tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe nhập khẩu nguyên con, vâng, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, bản sedan hai đầu, bản phun cửa sổ trời, đó là một mẫu xe Daewoo Lachatis CDX, nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Giá tiền chiếc này là chỉ với 228 triệu đồng, 2009 các bác nhá, bản phun cửa sổ trời. Và đây là một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, đó là một mẫu xe Daewoo Luira, có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 này. Với giá tiền của chiếc Daewoo Luira, bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Vâng,
các bác mua về tập đi tập lái che mưa che nắng, alo cho em. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota Vios là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010. Vâng, sản xuất 2010, tên tư nhân biển Hải Phòng. Giá tiền 189 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Bắc Giang. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachetti. Vâng, Daewoo Lachetti sản xuất 2010 bản SE số sàn. Vâng, động cơ chỉ với 1.6 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Giá tiền 220 triệu đồng, có bao hồ sơ. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về. Vâng, gương kính chỉnh điện và cụ xe. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Giá tiền của chiếc Daewoo Gentra bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng các bác nhá. 175 triệu đồng có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn, đến tận nhà tận giờ cho các bác. Đây là một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới này. Đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Honda Civic sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.8 máy xăng. Hiện tại chiếc Honda Civic bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu luôn. Đấy, không taxi, không dịch vụ này. Đấy, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, một mẫu xe Honda Civic lốp dép, lốp chilin này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Sơn xi thì màu đen. Vâng, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng hợp đấy, một lửa bãi xe rồi các bác nhá, mới được một lửa thôi. Đấy, còn một lửa nữa thì mai em sẽ quay lốt các bác nhá. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau ạ.